hôm nay em rất là vui và vinh hạnh được đến đây dự lễ tốt nghiệp khóa 9 của cô An Viên. Lời đầu tiên em xin cảm ơn cô đã dạy dỗ cho chúng em rất là tận tâm, tận tình. Cô rất là có tâm và có tầm. Và các bạn đồng môn ở đây cũng rất là dễ thương, cùng học hỏi giúp đỡ lẫn nhau rất là nhiều trong vấn đề là mình ôn bài, kiểm tra bài. Về chương trình học của cô là rất là khoa học, rất bài bản. Em học được rất là nhiều những kỹ năng, sau này sẽ bổ trợ cho em sau này rất là nhiều. Dạ. Dạ, trước đây thì em cảm thấy rất là không biết là mình sẽ đi bài như thế nào, sẽ soạn giáo án ra sao, nhưng mà bây giờ em tự tin là mình sẽ soạn bài được và sẽ đứng lớp rất là tốt. Hôm nay tụi em tới dự lễ tốt nghiệp và cảm thấy rất là vinh hạnh để mà nhận được cái tấm bằng này. Đồng thời là tụi em cảm ơn các thầy cô đã huấn luyện, đã dạy dỗ tụi em trong thời gian qua. Trong suốt cái thời gian mà tụi em rèn luyện ở đây á, thật ra là tụi em cũng phải có duyên lắm thì tụi em mới gặp gỡ vẫn lẫn nhau ở trong cái cùng cái khóa này, có duyên với các thầy cô nữa. Cho nên là lúc tới với yoga thì là thực sự là những cái kiến thức về định tuyến này nọ thì tụi em không có nắm, chưa có nắm rõ. Nhưng mà sau khi tham gia cái khóa học này á, là tụi em bắt đầu đã hình dung được những cái bước mà mình phải làm thế nào để trở thành một cái người huấn luyện tốt, rồi làm thế nào để mà hướng dẫn cho những học viên của mình tập luyện an toàn, tránh chấn thương, rồi cái một cái kế hoạch để mà lên giáo án như thế nào để mà đi bài cho nó chặt chẽ. Nói chung là rất là cảm ơn các thầy các cô đã hỗ trợ cho tụi em trong thời gian qua.